Lời con sắp về Việt Nam cùng Quang Linh, fan phấn khích đòi ra tận sân bay đón idol. Sau nhiều lần bị trục trặc giấy tờ, cuối cùng cậu bé lôi con cũng có thể đến thăm Việt Nam cùng các anh em trong team Quang Linh Vlog. Trong video mới nhất trên kênh Quang Linh Vlog, nam YouTuber tiết lộ đầu tháng 4 sẽ trở về Việt Nam cùng với một số thành viên đặc biệt. Cụ thể, nhân vật sẽ đồng hành cùng Quang Linh trong vòng 3 tháng tới chính là lôi con. Được biết, cậu bé Châu Phi đã gắn bó với Quang Linh và các anh em trong team Việt Nam đã được 3 năm. Lôi con được Quang Linh nhận làm con nuôi và được người bố thứ hai của mình nhiệt tình yêu thương, chăm sóc. Và lôi con, bố của cậu bé cũng sẽ đi cùng trong chuyến đi Việt Nam này. Mẹ của cậu bé sẽ vẫn ở lại Angola để chăm sóc cho gia đình. Theo đó, các giấy tờ, thủ tục đã hoàn tất. Dự kiến Quang Linh và lôi con sẽ có mặt ở Việt Nam trong khoảng từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 4. Mình hiểu rằng anh em ở Angola ai cũng muốn được thích về Việt Nam trải nghiệm, nhưng mình không đủ khả năng đưa một lần về hết. Mỗi người sẽ về thay phiên nhau, mình sẽ cố gắng trong khả năng có thể. Và để có chuyến du lịch tham quan ở Việt Nam thì người đó phải thật xứng đáng, làm việc chăm chỉ. Mati Lôi, bố của lôi con, theo mình từ ngày xưa rồi. Mình đánh giá anh làm việc khá ok, Quang Linh tiết lộ. Trước thông tin hai bố con sẽ được đến thăm Việt Nam, lôi con và Mati Lôi, bố của cậu bé, tỏ ra rất vui và hào hứng. Cậu bé thích thú quay sang hỏi Quang Linh rằng có được gặp cô Nhật Lệ, chị ruột của Quang Linh hay không. Qua những video Quang Linh Vlog đăng tải, có thể thấy lôi con rất thân thiết và quý mến Nhật Lệ. Cuối năm 2022, Quang Linh tiết lộ với khán giả về dự định sẽ đưa lôi con về Việt Nam. Tuy nhiên, kế hoạch đã không được diễn ra khi các thủ tục giấy tờ gặp một số trục trặc. Cho đến hiện tại, chàng trai xứ Nghệ vẫn luôn ấp ủ dự định sẽ đưa con trai nuôi đến Việt Nam một lần và điều đó đã trở thành sự thật. Quang Linh chia sẻ, từ một người xa lạ, giờ đây tôi trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của lôi con và ngược lại. Tuy nhiên, không chỉ có lôi con, tôi xem những đứa trẻ ở nơi này như chính con ruột mình, mà mình chăm bẵm chu đáo từ miếng ăn, giấc ngủ. Nhiều người thậm chí còn nói vui rằng, tôi dù chưa lấy vợ, nhưng đã có cả đàn con. Xúc động trước tình cảm mà Quang Linh dành cho con trai nuôi, nhiều khán giả đã để lại nhiều bình luận. Không chỉ vậy, cư dân mạng còn bày tỏ muốn ra tận sân bay để đón hai chú cháu. Sướng nhất ông cháu, từ khi gặp chú Linh, cuộc đời Lôi như bước sang trang mới. Có lẽ, trong các bé ở bản làng, Lôi là đứa trẻ may mắn nhất, được trải nghiệm những thứ mà có lẽ cả đời không nghĩ tới sẽ có được. Chuyến đi này, Lôi sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn về Việt Nam, quê hương của các chú, một netizen viết.